Hello mọi người. Hôm nay mình sẽ live nói chuyện chứ mình không có bán đồ nha mọi người. Hôm nay mình sẽ không bán đồ, mọi người thấy cái hiệu ứng này nhìn có giả trân không mọi người? Hồi nãy mình kiếm cái hiệu ứng con này con kia, giống như bữa mình live mà nó mất tiêu rồi. Kiếm không cũng lâu mà không có. Cái màu này nhìn có giả trân không trời. Vẫn xinh. Vẫn bị xinh quá, vẫn còn xinh. À đây là hello anh. Chắc cũng 10 năm rồi, gần 10 năm rồi không gặp. Gì vậy trời. Chào mọi người nha. Đây là cái mà mình mới vừa up. Hồi sáng nè mọi người. Thì hôm bữa có một lần, có một đợt mình bị stress, mình không ăn uống gì á, cái mặt mình bị nổi mụn rất là nhiều, cho nên là mình đã sử dụng cái này đó, rồi mình thấy nó rất là hiệu quả, cho nên là hôm nay mình bán luôn. Đây là serum, chào mọi người. Đây là serum mụn nha mọi người. Đó thì ở bên trong cái này là mình, ủa mới nói không bán đồ. Tôi đâu có bán đồ. Cái này là serum mà, đâu phải quần áo đâu. Tôi nói là tôi làm mà. Tôi đâu có ăn không nó có đâu. Tôi đâu bán quần áo đâu. Tôi bán serum. Đây, cái chất ở bên trong của nó nè mọi người. Đây nha. Nó sẽ là màu đen thui hù lùi luôn. Và nó có mùi. Ai muốn comment gì thì cứ comment đi nha, mình sẽ trả lời hết nha mọi người. Mình vẫn tâm sự với mọi người nha, chứ không phải like thương mại nha mọi người. Like này là like giao lưu. Gì vậy trời. Like này là like giao lưu nha mọi người, không phải like mua bán gì hết trơn á. Lâu lâu mình chèn một chút xíu quảng cáo vô để tranh thủ quảng cáo xíu thôi. Thì cái này nó sẽ có tác dụng là mờ thâm nè, trị mụn và làm giống như là xe khít lỗ chân lông nữa. Nhưng mà cái chỗ có mụn thôi nha. Tóc chị duỗi không hả? Tóc chị hả? Tóc chị nói xong rồi chị kéo á, cho nó thẳng đó em, chứ hả chị mà gọi đầu xong là nhìn chị như bà điên vậy á. Có nhiều người hỏi mình quay clip hay mình chụp hình gì á, người ta hỏi mình là hả, bí quyết làm sao để cho tóc dài như vậy, bí quyết làm sao cho tóc dài. Thì mình cứ nói có gì đâu, đi ra ngoài tiệm ngồi từ sáng tới chiều 8 tiếng. Ngồi còng lưng, ngồi hay mông luôn, xong rồi đi về là tự động tóc nó dài rồi mọi người, dễ lắm mọi người. Bỏ tiền ra rồi ngồi 7-8 tiếng là nó tự động tóc nó dài, nó đẹp. Đây, thì cái này nó sẽ xài cái này được khoảng một chai như thế này mấy chị xài được khoảng tùy thôi à, mình xài ít hay nhiều thôi. Nhưng mà em thấy là chắc xài được khoảng 3-4 tháng hơn, hoặc là nhiều hơn nếu mà mình chấm ít. Tại vì á,
một lần mình chấm chỉ có một giọt nhỏ thôi mọi người, một giọt nhỏ xíu thôi, bị mụn chỗ nào á thì mình chấm lên chỗ đó thôi nha mọi người nè. Cái chai nó, cái chất ở trong nó đen thui lù vậy nè mọi người, nó là thuốc, nó là thuốc cho nên nó đen như vậy đó, nó đen thui hù lù như vậy á nè. Ở đây mình có một mụn mụn nè, mình sẽ chấm nó lên cho mọi người coi nha. Ủa mà quên, mình chấm lên cái mặt nó sẽ bị đen đó mọi người nè. Mình sẽ chấm lên đúng chỗ này thôi đó, mai em rảnh em sẽ like tiếp. Trời ơi, nhìn giống như có một mụn ruồi vậy trời. Đó, chấm lên ngay chỗ đó. Không à, xíu đi em chấm thôi đi, xíu trước khi đi ngủ á mọi người. Mọi người trước khi đi ngủ là mọi người chấm lên một cái như vậy, xong rồi mọi người đi ngủ thôi, lên giường đi ngủ. Thì qua ngày sau nó sẽ sẹp, ngày mai mình sẽ like cho mọi người coi cái mục này. Nhưng mà bây giờ mình like mình không thể nào chấm được, nhìn mình giống như là thì nở vậy mọi người. Không thể nào chấm được mọi người, mình phải che lại thôi. Đó, cái mục mụn mụn nhỏ như vậy thì mình chấm lên đúng cái chỗ đó thôi, chứ mình đừng có chi ra nguyên cái mặt nha. Mình bị chỗ nào thì mình chấm lên, thì ngủ một đêm sáng dậy nó sẽ lặn liền. Cái này là mới nổi hồi sáng nè mọi người. Thì xíu hồi đi ngủ em sẽ chấm. Đó, bị chỗ nào thì chấm lên chỗ đó. Ông sếp cọc quá chị yêu hả? Ông làm gì em? Trời, hồi sáng này tự nhiên chị đang cơm, cái ông gọi, ông nói là bây giờ ông không giao nữa. Ông kêu ông không giao nữa, quá ca của ổng rồi. Giống như sáng này á hả, ông bước ra, ông mới ăn sáng xong ông đi lộn với vợ ổng hay sao á em, cái ông cấu với cả thế giới này. Ông quên ghim lên sản phẩm, em không có quảng cáo cho ai hết á, cái này là em dùng em thấy nó hiệu quả cho nên là hả, em muốn chia sẻ cho thầy đi mọi người. À, không sao đâu, trời đừng có chụp hình tôi mà. À, em vừa xinh đẹp vừa dễ thương là nụ cười rất đẹp. Em biết em đẹp mà. À, thì mọi người bị chỗ nào, ví dụ bị chùm mụn chỗ này thì mọi người chấm ngay chỗ này thôi nha, đúng một chỗ này thôi. Thì ngủ một đêm sáng vậy nó sẽ biến mất tiêu luôn, nó sẽ biến mất nhanh như là cách người yêu cũ trở mặt vậy đó mọi người. Thì hello chị Linh, nó sẽ biến mất liền. À, cái này là giá của nó là 290 nha mấy chị. Và em sẽ free ship, ship tận giường cho mọi người, không tính tiền nha. Nè mọi người thấy không, đây sáng em mới bị nổi mụn mụn nè. Ngày mai mình sẽ chấm xong mình like cho mọi người coi. Chúc chị buổi sáng vui vẻ rồi, chúc em buổi sáng vui vẻ. Bây giờ là 8 giờ sáng rồi mọi người. À 9 giờ sáng. Bây giờ là 9 giờ sáng. À mọi người ăn sáng chưa? Đi tập thể dục đi nên đi nha. Hello em Mơ Phạm, đừng có chụp hình tôi lúc tôi chấm xấu. Cái này là 290 đó chị Như Như. Mình xài được rất là lâu nha. Xài nếu mà mụn ít á, mỗi lần mình chấm chút xíu thì chắc xài 1 năm luôn á. Còn nếu mà mụn nhiều thì tùy 2-3 người xài thì nó cũng mau hết. Nhưng mà xài lâu lắm. Mua đi. Em nói không mua là không mua là phí lắm á. Mua đi rồi sẽ thấy em không có dụ ai đâu nha. Rồi muốn mua thì mua ở đâu? Muốn mua thì inbox cho Quỳnh, Quỳnh bán cái này, Quỳnh bán cái này nhé. Không có mua của ai hết trơn, không mua của Quỳnh nha. Người ta không có nghe đâu, tiếng của em ác hết rồi. Dạ không có giường ship được không chị? Ừ em nằm ở đâu chị ship tới ngay chỗ em nằm luôn nha em. Ấy ví dụ em không nằm trên giường, em nằm dưới đất hay là hả, em nằm sải lai ở ngoài đường á, ngoài giữa đường thì cũng ship được tới cho em nha. Mặt hàng này còn không? Em còn nha anh Hoàng. Miss. À, đây là mình bán chứ mình không có quảng cáo giùm ai hết nha. Mình bán, mình dùng, mình thấy nó là tốt cho nên mình bán. Ai muốn mua thì inbox cho mình. Mình sẽ bán cái này cho mọi người, mình sẽ ship cho mọi người. Đây là một cái một mụn sáng mình mới nổi nè. Ngày mai mình sẽ chụp hình cho mọi người coi. Chúc mình sẽ chụp hình cái một mụn ngay mỏ. Đây là một mụn duyên dáng. Chỉ những ai dễ thương, những ai họ hay nói lời hay với đẹp nó mới có nó mới có một mụn ngay đây thôi. Quỳnh ơi về chưa, nhớ quá. Em chưa, chừng nào em kiếm có em mới về. Em yêu chị yêu em nhiều hơn nha bé mơ, chị yêu em nhiều hơn. Miss you, miss you, miss you. Miss you so.
lấy Như một chai nha. Ủa Như hả? Trời nãy giờ tưởng chị nào. Ok Như, nhắn Quỳnh số điện thoại địa chỉ Quỳnh ship cho Như nha. Quỳnh luôn có sẵn nha, luôn có sẵn. Ủa giờ buổi tối mà anh nói sao mà giờ buổi tối, bây giờ 9 giờ sáng, bây giờ 9 giờ sáng nha, chuẩn bị ăn sáng uống cà phê. Trời ơi nắng lên rồi, vậy sao giờ buổi tối vậy? Lấy chị một chai thôi. À, không bán đâu, tặng. Có lại serum nào chấm vào bớt đẹp không em? Không, không, chấm cho hả, bớt dễ thương. Gì gì đây ông xếp cọc nhé, gì đây trời, khoan từ từ để chị đọc lại. À, ông xếp cọc với em sao ông kêu em anh còn hiền mà, trời ơi con mắt tôi, trời biết sao không, để chị kể cho em nghe nè bé Thủy. Sáng chị nói rồi, chị nói là con bé này khách quen của em. Chị nói con bé này là khách quen của em. Anh đừng có hoàng về, tính nó mua đồ nhiều lắm rồi. Bé này ta mua đồ xưa giờ. Ổng kêu gì? Quá ca của ổng là ổng không có giao nữa. Cái xong cái chị phải gọi điện thoại lại chị nhờ lưu kho giùm đó. Mà sếp nói chuyện cọc lắm. Tôi đang ăn mà tôi buông đũa luôn á bà. Tôi đang ăn cơm mà tôi phải buông đũa, tôi nghỉ ăn để tôi nói chuyện đó bà, xong tôi nghỉ ăn luôn bà, tôi ăn không nổi luôn á bà. Như nè, Như Chu á, Facebook kia mất rồi. Ủa vậy hả? Để Như nhắn tin cho Quỳnh đi, Quỳnh reset cho Quỳnh cái thuốc, cái chai này là mình sẽ reset trọn đời toàn thế giới. Ai mua mình sẽ reset. Để lấy Quỳnh các bạn lại với Như nha. Như nhắn Quỳnh số điện thoại chỉ nha. Tại vì cái sao mà ngồi cái avatar trên đây nhỏ quá không thấy, con mắt bị cận nữa. Mỗi lần em like phải đem mất kiến á, idol TikTok của tôi. Sao mà mình nghe ai kêu mình idol cái mình thấy ngứa ngứa là sao mọi người, mình không biết sao mà sao mỗi lần mình nghe ai kêu mình idol mình thấy ngứa ngứa. Kêu Quỳnh thôi được rồi. À nói lại nha mọi người, nói lại lần nữa nha, cái này là để chấm mụn nha mọi người. Còn chị nào mà mình bị mụn mà nhiều quá thì mình thoa một lớp mỏng lên, xong rồi mình đi ngủ, mình sẽ bước lên giường mình nào mình ngủ một giấc dậy là sáng đẹp nha. Phải thoa xong rồi mới đẹp chứ không phải xinh vía là đẹp xong thức ngủ giấc dậy sáng thức dậy là đẹp nha. Không có cái chuyện xinh vía xong ngủ là đẹp nha, phải xài cái gì đó ngủ dậy mới đẹp chứ không có cái chuyện mà xinh vía là đẹp nha. Xinh vía mà đẹp hết là mấy cái hãng nó đóng cửa hết rồi mọi người, không ai bán gì trơn, người ta đi bán vía chứ đâu ai bán mỹ phẩm làm cái gì, bán vía xinh vía đẹp mà. Ủa cái cáp chị Quỳnh, tại vì sáng rồi mà bé ngon, em không biết hả, bây giờ là 9 giờ sáng đó em, chị mới thức dậy nè, nắng lên rồi, chị chuẩn bị đi uống cà phê ăn sáng nè. Chị Thoại ghi âm mà em nghe tiếng chị nhai dễ thương xỉu. Ủa lúc đó tôi đang nhai hay tao có nhai không? không nhớ lúc đó có nhai hay gì không? Trời biết sao không, tôi đang ăn cơm, tôi đang cắn cục thịt đó bà. Mà tôi phải gọi điện thoại, tôi sợ ổng đi, tôi sợ bà ra bà lấy ổng đi mất, tôi phải buông đũa, tôi gọi điện thoại đó bà, thấy thương tôi chưa. Như nhắn gọi ok Như yêu, ai mua thì inbox cho mình tư vấn cho, mình sẽ tư vấn cho mọi người trừ những lúc mình ngủ, chứ mình thức là mình sẽ cầm điện thoại mình nói chuyện với mọi người. Nhưng đừng có ghẹo mình là được nha. Đăng ký thi hoa hậu đi chị. Ủa hồi xưa tôi cũng muốn đi làm hoa hậu lắm á. Hồi xưa tôi hả thích nổi tiếng lắm á. Xong cái tôi thấy là cái chốn showbiz đó không phù hợp với mình, cho nên là tôi không có đi thi nữa đó. Chứ hồi xưa tôi cũng đi thi Miss Teen đó, tôi cũng nuôi mộng hoa hậu đồ ghê gớm lắm đó. Nhưng mà đó là lúc mà Sủ Nhi chưa trải sự đời thôi mọi người. Sáng dậy mà vẫn còn màu đen luôn. Không có xích lên xíu hồi nó thấm hết à, không có đen. Mua đi Nhật Điểu, mua đi khách yêu của tôi nè. Cái này xài êm lắm, mình xài rồi. Thiệt. Tôi nói thiệt chứ tôi xạo mấy bà làm gì. Xạo mấy bà tôi có được ngàn nào đâu mà xạo làm gì. Ừ thì nếu mà xạo á thì hả bán được. Nhưng mà cái này là tôi nói thiệt mà. Trời ơi, tôi sống mà chưa biết nó xạo ai bao giờ nha. Trừ những lúc mà nó xạo ra thì lúc nào tôi cũng nói thiệt nha. Hài độc thoại này hay quá. À mày diễn hài. Tôi đang nói chuyện mày.
người ơi, mọi người thấy có một con gấu nó bay vòng vòng cái phòng này không? Em nuôi thú cưng đó mọi người, một con gấu bằng bông nó biết đi, thú cưng của em nó biết đi á mọi người. Chào bạn cô gái Long An dễ thương nhất từng được từng follow. Trời ơi, đừng có comment mấy câu như vậy nữa nha, đừng có comment như vậy nữa nha, em thích lắm nha, đừng dừng lại. Đừng dừng lại cưng dạ. Trời, có đi chụp hình Noel không? Có đi chụp hình Noel để em biết em về nè, chụp để em biết em đi về, còn không em đi luôn á. Cái máy của mình nó đã dài rồi mọi người, cho nên mình sẽ để qua, mình sẽ để lại, mình sẽ để lại máy xéo. Mình inbox rồi mà chưa thấy trả lời. Em đang like, sao em trả lời được? Hai cái tay em đang đen như vậy rồi, không lẽ giờ em cầm thêm cái điện thoại em check tin nhắn bằng cái chân sao? Thì đợi một chút xíu nữa em like sau em sẽ trả lời nha. Đợi một chút xíu em like xong em sẽ trả lời nha. Em không thể nào phân thân mà vừa live stream mà vừa trả lời inbox được. Ai muốn mua thì cứ inbox cho mình, chúc mình sẽ trả lời tin nhắn hết. Mình rất là dễ thương với khách của mình, mình không có chỉnh chó đâu, mọi người cứ nhắn tin cho mình nha. Phái phái chạy nước miếng trời, được khen phái xong khoái trời. Ba cái dòng á hả, sọc xạo khen mới nói á, thôi đừng khen em thấy em có đẹp đâu, đừng khen em ngại lắm. Ba cái thứ xạo ke xạo quần thích muốn chết vậy là sọc xạo, xạo xạo không. Em đang đâu mà về, em đang hả ở đâu còn lâu mới nói. Con gấu 37°C bay sau lưng. Làm gì có, con gấu bông của tôi mà đang bên Paris hả? Ừ đúng rồi má, đúng rồi má, hay Happy Fan không? Đang ở bên Paris, mới bay qua bên Paris, qua hết khí trời chút mà về. Trời ơi, vậy cũng biết nữa, hay thiệt á. Xíu cho anh 10 lợn. Để lát hồi nữa em cầm qua cho nút nha. Có bia không? Úi chị yêu của tôi, chị nè, chị Quỳnh nè, chào buổi sáng em yêu. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi, em ăn dậy đi, nắng đã lên rồi. Dạ con gấu này xài hết mặt được không? Dạ được, xài hết mặt được nha mọi người. Mọi người nếu mà bị mụn nhiều á, mọi người thoa một lớp mỏng. Còn nếu mà bị mọi người bị một cái hột nhỏ như vậy, mọi người chấm lên, giống như nãy em chấm lên, nhưng mà nó nhìn giống con dây chó á mọi người. Cho nên là em không có chấm, em để xíu hồi đi ngủ em chấm. Lọ đó chị mụn hả chị? Đúng rồi em Ngọc Tiên, lọ này là chị mụn nha. Nè em chấm test cho mọi người coi, em test cho mọi người coi nè. Đúng cười gì vậy? Hello idol, tôi tóc lắm, mỗi lần ai kêu tôi idol cái tôi thấy nhột nhột sao? Nè cái này là mụn mụn mình mới vừa mọc hồi sáng. Mình mới vừa mọc hồi sáng luôn, sáng thức dậy là mụn mụn, mụn này là mụn mụn duyên dáng. Mụn mụn có duyên, mụn mụn á hả, ăn nhẹ nó khẽ cười duyên nha. Mụn mụn của những con người hả, chỉ nói lời hay ý đẹp mới có mụn mụn ngay đây nha. Cái miệng bả. Sao bé yêu, sống vào Mỹ hả Quỳnh? Em đang bên Pháp mà không thấy Tháp Eiffel hả? Em đang ở nước ngoài cho nên bây giờ là 9 giờ sáng, nắng lên rồi. Chúc em đi ăn sáng. Lọ này chị mụn nha em Ngọc Tuyên. Nè chấm gì nè mọi người, đừng có chụp hoàn hình nha, đừng có chụp hoàn hình nha. Nè chấm gì vậy? Đó, như vậy xong rồi hả, đi ngủ. Đó chấm như vậy nha, đó đó đó. Xong rồi bòi bòi để giống dây chó lắm, bị chụp màn hình chắc chết. Đó xong rồi đi ngủ. Tại vì cái này mới nổi, tiếu tối em sẽ chụp hình trước và sau khi chấm qua, ngày sau em sẽ đăng cho mọi người coi. Mình vẫn xài kem dưỡng bình thường không nha chị. Chỗ nào mà chị, chỗ nào mà chị bị mụn á thì chị chấm lên xong chị chừa cái chỗ đó ra, né cái mặt nó ra, né giống như là né đứa mình ghét vậy đó, né nó ra. Xong mình xức kem những chỗ khác thôi, chừng nào chỗ này hết mụn rồi hãy xức kem. Nhưng mà thường là chấm 1-2 ngày là hết rồi, cho nên là chị vẫn xài kem dưỡng bình thường. Bữa lúc thấy em tưởng em giả mạo, ai ngờ chị thiệt. Là sao? À lướt TikTok thấy tưởng giả mạo hả? Trời ơi, nhiều, nhiều lắm trời. Để kể câu chuyện giả mạo cho TikTok cho nghe. Có mụn mà vẫn xinh vậy bé Quỳnh. Cái này á không phải mụn mụn nào ai muốn có là có đâu nha chị Thảo. Đây là mụn mụn trời ban cho những người duyên dáng nha. Không thấy ai muốn có mụn mụn như vậy là được đâu nha. Mụn mụn này là hả, mụn mụn duyên dáng đó, mụn mụn đáng yêu đó. Bao nhiêu vậy chị? Một chai như thế này là 290 free ship toàn thế giới. Toàn thế giới. Ship tận giường free ship nha.
mọi người mua hàng thì inbox cho Quỳnh nha. Quỳnh xài Quỳnh thấy hiệu quả cho nên Quỳnh bán, chứ Quỳnh không có phải hả, bán giùm ai hết trơn á. Mình xài mình thích mình bán giải trí thôi chứ lời lớn gì mọi người ơi. Em bán hàng là vì đam mê thôi mọi người ơi nha, em bán cho vui thôi, bán vì niềm vui thôi, muốn nói chuyện với khách cho nên là bán để có chuyện để nói với mọi người á. Chứ tiền bạc gì mọi người ơi, tiền bạc gì, nhưng mà ai mua em cảm ơn nha. Quỳnh yêu dấu. À chị Hằng yêu, em chào chị Hằng yêu. Chị Hằng khỏe không? Ê nó chảy kìa. Chảy gì? Chảy không? Đâu có, đâu có chảy. Đó, ai mua thì inbox cho mình nha, để mình kể câu chuyện cái tóc giả mạo cho mọi người nghe. Gì đây anh Huy quý Quỳnh quá trời nè. Trời, chị Quyên nói em có em mới về nha chị Quyên. Chừng nào em có em mới về nha. Xong á, bởi mình lướt TikTok mình thấy nó giả mạo mình rồi, mình đã vô mình báo cáo tài khoản của nó. Nghĩ sao nó tạo tài khoản fake TikTok của mình mà nó follow mình. Trời ơi, nó trơ trẽn đến mức độ mà cái mặt nó dày như mặt đường nha đó mọi người. Xong á, nó đang caption nó là em đang cô đơn lắm, hãy inbox Zalo cho em nhé, ép Zalo em nhé. Trời ơi, mong manh ghê chưa mọi người. Nhiều đứa nó lấy hình mình nó làm đó thôi. Những thứ lừa đảo mà ai ngu thì bị lừa thôi nha. Mình nói biết rất là nhiều lần là đừng có hả đi tin, nhìn thấy cái mặt ở ngoài á còn chưa tin nữa, ra ngoài đường bây giờ nó lừa biết bao nhiêu. Mà nghĩ sao bị trên mạng ảo như vậy mà cũng còn bị lừa nữa. Ai mà dễ bị lừa chỉ qua đây tôi lừa với coi. Tôi cũng muốn đi lừa người ta quá nè. Tôi sống quá tốt đi. Tính đi ngủ mà gặp bà này khỏi ngủ luôn. Đi ngủ đi em, ai kề dao vô cổ bắt em coi là chim của chị đâu. Ngủ đi em, ngủ đi, đi ngủ đi. Hôn ngàn cái yêu chị. Hôn ngàn cái mà để có 4 cái mặt à. Hôn ngàn cái là phải để 1000 nhân cái mặt đó. Hôn ngàn cái mà để 4 cái mặt. Em có gặp chị Quỳnh trên tớp tớp trong chuồng cá sấu nè. Vậy hả bé Thư? Ờ, lúc cái clip đó là chị quay được chị quay được 1 năm rồi đó. Lúc đó còn còn mập còn đẹp á. Trời ơi giờ tôi ốm à. Nó lên TikTok đó chị Quỳnh, đi tìm Diễm My đó. Trời ơi con Diễm My, con Diễm My thiệt á. Mấy bữa nay cứ hả đi giải cứu Diễm My. Mình là Diễm My nè mọi người ơi. Chị trời, chị ám ảnh cuộc đời thiệt á. Xong TikTok em 100.000 follower thì em cũng không có, không có nổi gì mấy, cũng gần 600.000 follow thôi chứ cũng không có nhiều. Như con bò rụng lông, cây me rụng lá. Rồi cái này mình mở cho mọi người coi nha nè. Mọi người cứ chấm vào, chấm vào cái chỗ có mụn là được nha mọi người. Đó, gì nha. Nè nó đen thui thù lùi, đen thui gì nè. Nó là thuốc thảo mộc. Đó, like cho mọi người coi cái chai nó như thế nào để đăng bài. Đăng bài không mà mọi người không có biết, không có biết cái chai nó ra sao, rồi chấm lên xài sao. Cho nên mình like sẵn, mình tâm sự, mình nói cho mọi người nghe luôn. Để nhìn cái bài như vậy, nhưng mà xét giờ mình bán cũng được mấy chai rồi đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng mình nha. Tin mình đi, không có sai đâu nha. Tin mình là hả quyết định đúng đắn đó. Mình không có đi lừa ai đâu nha. Trừ những lúc nó xạo ra thì lúc nào mình cũng nói thiệt hết á. Nghe mệt, mệt đó thì đừng có nghe nữa. Có gì đâu. Ủa, ai bắt nghe làm gì? Mệt thì đừng có nghe nữa má, tắt đi má. Mệt thì đừng có nghe nữa. Đâu có ai kề dao vô cổ bắt nghe đâu. Hả? Tao đâu có muốn mày coi like của tao đâu mà mày mệt. Mệt thì đi ngủ đi mẹ. Idol. Hello, hello. Tức ghê á, mấy đứa song si với mình tức ghê á. Đúng không? Nghe mệt mỏi. Mệt thì tao nói là mày mệt thì mình đi ngủ đi. Tao mệt thiệt á, tao cũng mệt theo luôn á. Tức quá trời tức luôn. Đừng có để em giữ mọi người. Em muốn là một cô gái hiền hậu, một cô gái hả giống như là hiền lành, không có khẩu nghiệp, không có hả đanh đá chanh chua. Hay để em hiền đi mà, đừng để em phải hả hả nói chuyện kiểu đanh đá nữa. Em đang đóng vai cô Tám mọi người ơi. Chị ơi Hi chị, hello bé Ý. Chị nóng tính quá. Trời chị nóng như kem em ơi. Chị không có, chị không có chửi, không khi nào chửi ai hết trơn á. Hết khi nào chị không có chửi ai một tiếng nào hết luôn á. Chị chửi nửa tiếng là chị mệt rồi. Biết không? Không có
chửi ai một tiếng nào hết trơn. Chửi nửa tiếng mệt rồi. Dạ chân nghe sợ quá. Mày hả Quý, mày nói tao vô duyên. Ừ, tao 49 mày 50. Ừ, tao 8 là mày 10 á. Ừ. Mày khẩu nghiệp với tao đi, tao chửi nữa bây giờ mệt nữa nha. Cái con hả, sống trong sở thú. Ở ngoài không, ở ngoài á thấy thú vật chưa đã, còn phải đem cài nó lên trên đầu nữa. Đem nguyên cái sở thú cài lên đầu. Yêu thiên nhiên, yêu động vật quá ha. Người ta cài nơ, cài này, cài kia, đi cài thú. Không hiểu luôn á. Để tao dễ thương ngọt ngào đi, đừng để tao phải nóng. Ồ, để tao dễ thương đi trời. Đây nha mọi người, 290 một chai, ai mua inbox cho mình nha. Ai mua inbox cho mình. Mình sẽ trực inbox 24/7 trừ những lúc mình ngủ thôi nha. Mình thức là mình sẽ check tin nhắn liên tục nha mọi người. Quá trời miệng, miệng sao. Mình biết mình dễ thương mà. Nghiệp do miệng mà ra. Ừ. Là mày đang nói mày luôn á. Là mày đang tự giả mày luôn á. Tao tức nổ. Mày luôn á. Là mày luôn á. Vậy nha mọi người, có ai muốn hỏi gì mình nữa không? Tại vì mình tính là mình like cho mọi người coi cái chất này là lần nữa nha. Coi lại lần nữa nha. Nè, cha vô sao sẽ thấy. Chỉ chấm đúng chỗ có mụn thôi nha. Ngay ví dụ bị, mọi người bị chỗ này phải không? Tối chấm xong đi ngủ. Xong rồi đi ngủ sáng dậy là nó sẽ biến mất nha mọi người. Nó sẽ biến mất nhanh như cách người yêu cũ giỡn mặt nha mọi người. Cái mỏ này chửi bén lắm. Cái chửi ai đâu trời. Tại nó không có chửi ai tiếng nào hết á. Nha. Không chửi ai tiếng nào hết á. Chị ở đâu? Chị ở Bến Lức. Nhưng mà cái này free ship toàn quốc nha mọi người. Ở đâu cũng sẽ free ship hết nha. Em sẽ free ship hết nha. Bán, em nói là em bán đồ cho vui thôi. Bán gì đam mê. Em bán gì đam mê. Em không có cần tiền. Cho nên là bán rẻ là free ship luôn nha. Ừ. Bán cho vui thôi. Ở không có gì làm, bán cho vui thôi. Nhưng mà mọi người mua thì em cảm ơn. Idol sinh năm như... bí mật. Đó là một bí mật. Chị đây. Tí em ghé qua shop gặp em không? Không. Tất nhiên là không rồi. Em đâu có ở shop. Lâu lâu em mới ra. Vậy nha mọi người. Ai mua thì inbox cho mình nha mọi người. Bây giờ mọi người nên đi ăn sáng đi. Sáng rồi ăn uống cà phê rồi đi làm. Nắng lên rồi đi làm nha mọi người. Sáng sớm là live stream để chào mọi người á. Chúc mọi người có ngày mới vui vẻ đó mọi người. Sáng sớm là phải live để có một ngày tràn đầy năng lượng nha. Đi ăn sáng uống cà phê rồi đi làm nha mọi người. Chúc mọi người có buổi sáng vui vẻ nha. Rồi nha, ai nhắn gì cho mình giờ mình sẽ trả lời đây. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người có buổi sáng vui vẻ.